Hi. xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với kênh hẻm đồ họa training và ngày hôm nay đức sẽ gửi đến các bạn một cái sành tạo một cái hiệu ứng khá là thú vị đó là một cái hiệu ứng một cái lớp kim loại nóng chảy phủ bên ngoài một cái vật thể ha ở đây các bạn thấy có một cái lớp giống như là một cái lớp vàng được phủ bên ngoài cái chú ngựa này cái màu vàng gold này các bạn có thể thay đổi bất kỳ bằng một cái màu sắc nào các bạn yêu thích ha không nhất thiết là phải là cái màu vàng gold này thì nói chung là cái action này nó sẽ tạo một cái hiệu ứng đó là một cái lớp kim loại nóng chảy phủ bên ngoài một cái bề mặt như thế này ha thì đây là cái hình đức đã chạy cái action này xong rồi ha thì cái hình rock nó là cái hình này ha đây là before ha và after bây giờ đức mời các bạn cùng khám phá action này cùng đức nhé Đầu tiên các bạn cần sẽ download cái action này về máy trước ha thì uh, các bạn có thể nhìn xuống cái phần uh, description là cái phần mô tả video này trên cái kênh YouTube Hẻm đồ họa Training thì các bạn sẽ thấy một cái đường link và các bạn download về. Khi mà các bạn download file về và giải nén ra thì các bạn sẽ có được ba cái file như thế này ha. Cái file đầu tiên đó là cái file rust của các bạn. Rồi, thêm hai cái folder nữa. Ở đây thì các bạn sẽ chú ý nha. Trong cái folder này nó chứa cái action của các bạn. Và các bạn chú ý tới cái phiên bản Photoshop Cái đầu tiên đó là dành cho cái phiên bản Photoshop từ CC 2017 trở lên Tức nghĩa là từ cái phiên bản CC 2017 lên tới cái bản mới nhất hiện nay đó là CC 2021 còn cái folder thứ hai là dành cho những cái phiên bản thấp đó là từ cái bản CS3 cho tới là CC 2015.5 Ở đây thì các bạn chú ý để các bạn sẽ chọn đúng cái sành theo cái phiên bản Photoshop các bạn ha sau khi các bạn đã lock cái rust và asset này vào trong chương trình Photoshop Thì ở đây cái việc mà lock cái file rust cũng như là asset vào trong Photoshop Thì mình đã hướng dẫn rất là nhiều trong những cái video lần trước rồi Ở đây thì mình không có nhắc lại ha Thì nếu mà bạn nào mà chưa biết cách thì các bạn có thể xem lại những cái video trước của Đức Rồi ở đây á, Đức sẽ bắt đầu thực hiện từ cái tấm hình mẫu này ha thì đầu tiên á, các bạn thường hay gặp một cái vấn đề đó là các bạn download Assam về các bạn chạy các bạn hay gặp bị lỗi thứ nhất là do các bạn làm sai một cái thao tác đặt tên nào layer mà nó mặc định lấy ví dụ như là đối với những cái action thông thường các bạn thường đặt cái tên layer là cái rust tức là các bạn tạo cái phần vùng làm việc cho nó các bạn đặt là rust ha còn có rất nhiều những cái action nó đặt theo những cái tên khác nhau thì lưu ý các bạn đọc kỹ cái hướng dẫn của nó ha thứ hai nữa các bạn phải check cái thông tin hình ảnh của các bạn coi nó có đúng với cái thông số mà cái người lập trình nó đưa ra hay không thì đối với cái sau này nó cũng có một cái thông số mà các bạn cần phải tuân thủ theo thì đầu tiên đối với cái hình này á các bạn sẽ vào menu image nè các bạn chọn mod ha và ở đây á, các bạn check xem cái hình ảnh của bạn nó đang ở cái hệ màu là RGB color hay không ha. Nếu mà nó đang nằm ở một cái hệ màu khác như là CMYK hoặc là LAP á thì cái action của bạn nó sẽ không chạy được ha. Và lưu ý á, ở đây nó phải là 8 bit channel nha. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai nữa là các bạn sẽ mở cái bảng panel option lên. Thì trong cái bảng layer nè, ở bên cái phía góc bên phải của nó nè nó sẽ có cái icon bốn cái dưới gạch ngang á thì các bạn click vào và các bạn chọn là panel option trong các bảng layer panel option này các bạn sẽ chú ý đến xem các bạn có tích đủ ba cái tùy chọn này chưa ha các bạn phải tích đủ ba cái tùy chọn này thì các xanh này các bạn nó mới hoạt động được rồi như vậy là các bạn đã trách thử cái hình ảnh các bạn nó đã đáp ứng đủ nhu cầu cho chạy các xanh này chưa rồi một điều thứ ba nữa đối với cá sân này cái hình ảnh của bạn nó sẽ dao động trong cái kích thước là từ 2 nghìn đến 4.000 pixel nha bạn lưu ý là từ 2.000 đến 4.000 pixel thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái hiệu ứng đẹp và nó giống như cái bản demo mà nó đưa ra còn nếu mà thấp hơn hoặc là lớn hơn thì nó cũng tạo ra được cho các bạn nhưng mà cái hiệu ứng nó sẽ không có được đẹp do là những cái style rồi nó sẽ bị thay đổi hết tất cả ha tại vì khi mà người ta lập trình ra cá xanh người ta đã tính toán cái thông số trong cái định mức đó rồi nên các bạn phải tuân thủ ha cái hình ảnh của bạn kích thước từ 2.000 cho đến 4.000 ha nên đây đối với cái hình này đức sẽ tổ hợp phím ctrl alt cộng di ngắn ha để đức check cái thông tin của nó ở đây cái kích thước của nó đang là 5.184 nhân cho 3.456 pixel hơi bị lớn so với cái kích thước nó yêu cầu nên đức sẽ bóp xuống là còn 4.000 ha rồi cái width đó, đức đang giảm xuống là còn 4.000 còn cái hai này nó sẽ auto theo cái width ha các bạn cũng không cần quan tâm rồi ok nè như vậy là đức đã resize cái hình ảnh xuống rồi rồi bây giờ các bạn sẽ mở cái bản action ra đây là cái action các bạn đã lót vào trong chương trình photoshop bạn nào mà chưa có thấy cái bản action này thì các bạn có thể vào menu window nè các bạn chọn cho mình đó là action ha ở đây mình đã tích rồi nên nó thể hiện một cái dấu tích verify như thế này cái phím tắt để các bạn mở cái bảng action này ra đó là phím Alt+ cộng với F9 rồi, ở đây các bạn quan tâm tới hai cái dòng, hai cái dòng đầu tiên là cái action của các bạn, ha, cái tên action của các bạn và cái dòng thứ hai á thì cái ở đây là các bạn đừng có quan tâm tới. Ở đây thì mình sẽ nói sao về cái dòng thứ hai này ha. Rồi đầu tiên đó với cái action này nó cũng giống như những cái action khác để khởi chạy được thì các bạn phải phân vùng làm việc cho action ha. Thì ở đây á, Đức có thể dùng cái công cụ là uh, tạo vùng chọn cơ bản á thì các bạn sẽ chọn vào ba cái tùy chọn nào cũng được ha, có thể là Uh, object selection tool là uh, quick selection tool hoặc là magic wand tool. Ở đây thông thường á đức chọn luôn cái đầu tiên ha. Rồi, trên cái thanh status 2 này nó sẽ có một cái tùy chọn đó là select subject ha thì các bạn sẽ click vào đây để Photoshop nó tính toán và tạo vùng chọn tự động cho các bạn. Thì cái tính năng này nó sẽ có từ cái phiên bản là Photoshop CC 2018 thôi nha. Còn những cái phiên bản thấp hơn thì nó sẽ không có cái tính năng này cho bạn. Rồi khi mà các bạn đã có được cái vùng chọn như thế này rồi Nó đã bao quanh cái chú ngựa như thế này rồi Thì các bạn sẽ click vào cái biểu tượng là tạo layer phía dưới ha Các bạn sẽ click vào cái biểu tượng icon hình vuông có dấu cộng ở giữa Để các bạn tạo một cái layer mới Nó đang là layer 1 nè và layer này là layer rỗng không có điểm ánh pixel ha Thì các bạn sẽ đổi tên cái layer 1 này về cái tên đó là brush Lưu ý cái chữ brush này các bạn phải đặt đúng nha và các bạn phải đặt tên đúng là cái từ rust mà ha, không được đặt sai cái từ khác thì cái các bạn sẽ không chạy được. Rồi ở đây thì các bạn có thể chọn một cái màu bất kỳ ha, cái màu này không quan trọng để các bạn phân vùng làm việc, các bạn dễ dàng quan sát thôi. Có thể là đức chọn cái màu đỏ như thế này luôn ha. Rồi bây giờ là đức Đen cần tô màu cho cái vùng chọn của chú ngựa này ha. Cái màu phọt ra của đức Đen là màu đỏ nên đức sẽ tổ hợp phím tắt đó là phím alt cộng delete để đức tô màu ha rồi Ctrl D để bỏ vùng chọn nè thì đây là một cái cách phong vùng làm việc rất là phổ biến thông thường thì các bạn hay áp dụng luôn cái tính năng đó là um, lít một phát ăn ngay các bạn người ta sẽ tích hợp thêm cái tính năng này nữa nếu mà cái hình ảnh của bạn là một cái hình ảnh xóa phong cái hình ảnh của bạn cái chủ thể nó khác biệt với cái background thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này được tuy nhiên thì đối với những cái hình ảnh mà cái background nó rối thì các bạn phải tách tay ha nghĩa là tách thủ công tách tỉ mỉ các bạn tạo vùng chọn một cách thủ công theo cái đối tượng của nhân vật của các bạn ha rồi bây giờ các bạn sẽ bật lại cái bảng action nè rồi các bạn chọn vào cái tùy chọn đầu tiên luôn rồi click vào cái biểu tượng là lay selection để các bạn bắt đầu khởi chạy cái xanh này nha bây giờ cái action các bạn đang khởi chạy và làm việc để tạo ra cái hiệu ứng cho các bạn ha Rồi như vậy là cái action các bạn nó đã hoàn tất và nó tạo một cái hiệu ứng cho các bạn Tuy nhiên thì các bạn có thể cân chỉnh lại một tí xíu ha Cái hình bên đây Đức đã cân chỉnh lại rồi ha Có nghĩa là cái màu của chú ngựa nó vàng hơn nè Rồi nó có thêm một cái bóng đổ Tức nghĩa là một cái rock shadow nữa Khi action nó đã chạy xong thì nó sẽ tạo ra cho các bạn những cái lớp layer phía dưới Cũng như là những cái adjustment để nó tạo cái hiệu ứng này ha Thì ở đây các bạn thấy nè Cái Rock Shadow nó đang bị ẩn đi nè Có nghĩa là các bạn có thể mở con mắt lên nè Thì các bạn sẽ có được một cái bóng đổ ha của chú người này ha Hoặc là các bạn tắt đi Đó Chúng ta sẽ có một cái Rock Shadow Nếu mà cái bóng đổ này nó đậm quá Thì các bạn có thể giảm opacity là một tí xíu Đó cho nó nhạt thôi rồi như lúc nãy Đức đã nói là chúng ta có thể cân chỉnh lại cái màu sắc của chú ngựa này theo một cái màu bất kỳ mà các bạn mong muốn Thì đây các bạn thấy nè, ở cái layer mask chú ngựa nè Ở đây nó có add cho các bạn một cái adjustment đó là Hue Saturation ha Thì các bạn có thể double click vào đây Tuy ý nha, cái Hue Saturation của chú ngựa nè Nó có cái layer mask của chú ngựa nè, các bạn có thể double click vào ha Ở đây các bạn có thể cân chỉnh lại Cái Hue là cái màu sắc của nó ha, các bạn có thể thay đổi một cái màu sắc bất kỳ đó saturation là cái đồ rực mèo ha các bạn có thể cho nó đậm hơn nè lionet có nghĩa là sáng tối các bạn có thể cân chỉnh lại ha đó các bạn có thể cân chỉnh lại ở đây hoặc là nếu mà các bạn không thích cái màu vàng gold này các bạn có thể chuyển sang một cái màu một cái màu blue như thế này ha giống như là những cái chú ngựa mà nó um, đóng băng các bạn cũng có thể là sử dụng cái này ha. Đó. Thì các bạn có thể cân chỉnh lại theo ý thích của các bạn. Rất hy vọng rằng với sau này đã đem đến những cái điều thú vị hơn cho các bạn. Và nếu mà các bạn yêu thích những video của mình thì hãy giúp mình chia sẻ đến bạn bè cũng như là người thân của các bạn nhé và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để các bạn có thể nhận những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế